Rồi, Hiền Tiên xin chào cô chú anh chị buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Bây giờ là mấy anh em vào lau mộ nè cô chú anh chị. Chị Bích chuẩn bị dầu cho em luôn rồi hả? Cảm ơn chị nhiều nha. Gió đó chị, nếu mà mình dặn thấp á, thì nó không có dơ nhiều nhưng mà sẽ tắt, còn dặn cao á, thì dặn cao thì gió đó có lên mộ chú Vũ Linh luôn. Anh Nam chiều nay có một tin vui gửi đến cho toàn thể bà con cô bác. Đố chị Bích biết tin vui là tin gì? Nói ra là chị biết. Chứ em thấy là một tin vui với một tin buồn đó. Một tin vui và một tin buồn. Rồi bây giờ mình nói tin vui trước đi. Rồi. Giờ vui giờ buồn. Rồi tin vui là tin gì? Đố chị biểu biết. Tin vui á thì cái tin kia. Tin kia là sao anh Nam? Trời ơi anh Nam hiện cập nhật kiểu này chắc chết luôn anh Nam ơi. Tin vui là tin kia. Còn tin buồn là tin này hả? Anh Nam lạ quá ha. Ủa là giờ em lao phải không? Em anh lấy ra đi rồi. Rồi thông báo cho bà con cái tin vui, nói chung là nhiều tin vui lắm. Nhưng mà cái tin vui đầu tiên là chị Hồng Loan thay mặt cho cha của mình là cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tức là ông giỏi văn hoa. Nói gì nữa hết rồi. Nói gì mà ghê vậy. Đó là tiếp tục thực hiện tiếp bước những điều mà cha mình chưa làm được. Truyền thống phát từ thiện. Rồi tin buồn. Chưa, chưa hết mà. Chưa nữa hả? Dạ thấy ngưng rồi. Đấy ai là biết phát từ thiện gì. Có ai biết phát từ thiện ở đâu, vị trí nào? Thì hồi nãy có thấy chị đăng ở trên phở bò á, là chị có tặng một số bao gạo cho bà con trung tâm bảo trợ, tại trung tâm bảo trợ Chánh Phú Hòa, tức là cái phường Chánh Phú Hòa ở Bến Cát này nè. Không biết bao nhiêu, thấy thấy chị có ghi tên vào cái sổ sổ gì ta, cái lỗ đó gọi là cái sổ gì. Hả? Không biết mấy trăm phần nữa. Tại vì anh thấy gạo, đa số là thấy gạo. Chắc là chị mua gạo chị tặng. Tặng gạo mua vô len. Rồi. Ủa gì chứ cứ vô người ta. Nãy mấy anh em mình ngủ không biết. Đón rồi ha. Thôi vậy hẹn chị thứ bảy với này đi. Để tránh hố gà gần đây mà ta. Cách hai cây không hả? Chị hả? Ủa sao một chữ vô đây ta, vô đây là mấy em mình có clip hay rồi đó. Chắc chỉ có việc. Hay là chị về với đón chị Ni? Dám lắm mà. Bữa nay là chị Ni chuẩn bị đáp chuyến bay mà. Cái gì chị? Không biết là chị Ni đi đi đâu anh, đi đâu quên rồi hả? Đi đâu thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn bữa nay là chị sẽ xuất hiện. Chị đang mọi người đang chờ chị đó, chị đang chuẩn bị đáp chuyến bay đó. Rồi đó là tin vui thứ hai. Tin buồn mới kể luôn rồi đó. Tin chị... buồn là mình không có được gặp chị Hồng Loan ở mộ. Không gặp được, thứ bảy gặp. Chắc chị về gấp đặng đi đón chị Hồng Ni. Ủa sao tự nhiên nãy mình có cái này mà sao? Mà em ở ngay chỗ vị trí này cũng là Chánh Phú Hòa luôn, khỏi chạy. Đúng
Không nghĩ là chị này sẽ có mặt. Tại chị này bây giờ là cũng đang ở Việt Nam rồi. Chị đi đợt trước cũng có lên mà. Năm rồi hả? Đúng không anh? Đúng năm rồi hả? Đặc biệt là năm rồi có nghệ sĩ ưu tú Vũ Le, ô lộn. Nói cái gì ta? Năm rồi có thằng bóng à. Hả? Thôi bà bỏ qua đi. Tính gì đó. Đặt đặt chạy về kìa. Chạy vô kìa, chạy vô kìa. Áo vàng bánh mì. Nãy giờ đi cập nhật mới thông tin mới ở đâu vậy? Rồi vậy. Chứ anh chạy giờ đi đâu? Rồi sao dựng xe giữa đường vậy? Chánh Phú Hòa hả? Phú Hòa sao rồi? Ủa anh dẫn ai về quá trời vậy? Đó, mấy người ngoài Chánh Phú Hòa vô nè. Mèn ơi. Tự nhiên cái ổng ngừng xe quá trời người vậy? Gạo ngoài đó đó. Nãy giờ anh đi cập thông tin nè. Ủa không biết luôn á. Phát ra ông ơi, người ta gọi là gửi gạo. Gửi gạo ha. Gửi gạo, khác phát gạo, gửi gạo. Đó là trung tâm mà người ta gửi thôi. Mới vô luôn hả? Mới vô mà sao không mới bật máy? Giờ ta gặp nhật giờ tin vui tin buồn. Trời ra lấy cây đi. Hiện giờ tạm dừng ra lấy cây lão mộ kìa. Nhật là hai cái tin vui, một cái tin buồn rồi. Tin vui là cái gì? Thì tin vui là chị à, Hồng Loan phát gạo đó. Ủa mà thấy ngộ ta. Sao? Có quà này vô đây có bao nhiêu cây số đâu? Bà ơi. Luôn. Chị mất công việc cái gì vậy? Chị không lấy đây đốt nhang cái ha. Mấy chị về đón chị Ni rồi. Thì ra là đóng chị Ni. Ngồi đó thắc mắc hoài. Ủa? Chứ không phải chị Ni bị bắt à? Trời ơi, ông này ông nói gì vậy trời? À, chị Ni làm gì bị bắt ông có lợi. Thì ra là hôm qua nay chị Ni dắt mũi mấy con bò đi chơi. Bò 7 món hả? Bò 7 món. Dẫn bò đi chở thú. Khúc con giữa rồi, khúc con giữa nhà. Sắp hết chưa? Hết gì? Hết giấy chưa? Đóng lên đồng rồi. Thế là sắp hết giấy kia chưa? Hello chị Bích Lê TV. Cái gì mà lâu ngày mới gặp chị Bích? Đã giới thiệu anh này YouTube dạ, mới. Em chào Hiện Tiên Vlog. Anh là kênh gì vậy? Dạ kênh em là 17S Bình Dương. Thôi đồng nghiệp anh khỏi dạ đi ha. Mới tạo thêm kênh đó, không gì vậy? 17. Đồng nghiệp mình đừng dạ nhau nha. Theo thông tin của bộ truyền thông thì chỉ còn một ngày nữa thôi là sẽ nước rút. Hả? Tự nhiên nước rút mà không hiểu là gì. Đại lễ Vu Lan. Ừ. Nước rút mình mới tổ chức được. Tức là gần nước lớn sao tổ chức. Tức là gần tới cận ngày rồi, hiểu chưa? Bữa nay nha anh thấy ông qua viên là ta phải nói giờ cắt tỉa sạch sẽ hết. Đến nỗi mà cái chỗ của Hải mà nó định cư lâu dài đó ta cũng phải dọn dẹp sạch sẽ. Tại rồi nãy chú thấy chú kêu các cô giữ khu đó chị á. Chú lấy ống nước sạch dậy đó. Thì đó, ba cái phần hàng lặng sạch sẽ đúng không? Cắt kè. Không mà bữa cắt kè hả? Gạo gì tặng gạo ở đây nhưng mà tụi mình không biết luôn, không ai biết luôn hả? Không biết ông kè. Tôi thấy đăng không biết sao bò. Nói. Thì đăng là mới hay rồi chứ, bình thường mình phải biết trước. Chị muốn âm thầm mà. Đã bây giờ chị nói á là phát cái từ thiện là chị đi âm thầm không có báo cho anh em YouTube. Đi chú vậy đó. Đó. Ừ. Chị làm vậy được cũng mừng. Thì đó cho bà con. Nói chung là không có phô trương. Cái hãng Vu Lan này là làm việc này là tốt làm, lắm á. Phước được thì mừng người đó. Thì đó. Nói chung là phát huy cái truyền thống
Cứ vậy đi hả? Ừ, cứ vậy đi mà sống. Anh hỏi mình trả lời không anh giờ? Ở dưới mộ xương dưới đợi mấy xương lên á. Mà chị có vô đây hay không cũng không ai biết luôn. Sao biết được? Trời ơi, không ai nói sao biết. Tại ếch ngồi ngoài hả? Ếch ngồi. Ếch đổ rồi. Lúc đó là ếch đang làm video. Hỏi chung mò để mai mốt thứ bảy chị lên nè. Hỏi chị cũng được, không sao đâu. Giấu được giấu đi. Chiều bên em lau mộ quá. Tao kỹ quá ha. Buổi chiều này là anh chết. Đã gần xong chưa? Cái gì chị? Chị đang sạch sẽ mát mẻ, cái đầu có rẻ luôn. Có nghe không tin gì chưa? Gì nữa? Chị đi, tối nay chị đi về, đến Sài Gòn. Chị đi chia đãi cho tất cả các em. Mà không kể tên nào nha, không biết nha. Uống nước dừa. Uống nước dừa? Hình như là cái chén uống nước dừa này đen là hot phải không? Dừa lòng tao lắm. Ừ. Chị đang đặt một ghe nước dừa từ Bến Tre trở lên. Ghê vậy? À? Nhưng mà phải mà có là cái... dừa lòng tao lắm. Cái nư. À, chị ngoài cái ra, nư là cái gì? Ngoài ra thì chị còn cho ăn thịt bò. Bò uống bảy bò. Ăn thịt bò uống nước dừa. Không ăn thịt bò uống cái bò nên người ta mới gọi là ngu với bò. Trời ơi giờ mình về hết nha. Thắp hương cho chú. Ai có nhu cầu uống nước dừa thì cứ liên hệ với lại chị Nguyễn Thị Minh Thái. Thôi chiều mình cũng về uống nước dừa luôn đi. Mình bị bỏ đi hết chuyện mình rồi. Trời ơi, Tiên biết là sao rồi, sáng này tự nhiên cái Tiên cúng cho chú nước dừa. Là bữa nay vô trend nước dừa luôn. Cũng đu trend á. Hồi sáng này Tiên cúng cho chú nước dừa thiệt luôn. Bữa nay 12 hả chị? Chị Bích ơi, 12 hay 11 ta? 12. Nè, chắc nè. Cứ. 12 tháng 7 âm lịch. Ồ, có lịch âm luôn hả? Có. Đôi khi cũng buồn, chị Bích lắm đó chứ. Nam Mô Di Đà Phật. Chiều nay là anh áo vàng chạy ra chợ mua mấy cọng dây cho chị đi. Cột mấy con bò. Để cột mấy con bò. Rồi đi kiếm chỗ bán dừa cho nhiều. Để mua dừa về. Ghê à. Để làm cái đèn là dừa lòng to lắm. Quà bé. Quà bé mì mới cho con cuồng dây. Con cuồng dây đó chắc để cột được. Đó, cô chú anh chị buổi chiều thôi Tiên cũng xin kết thúc clip, chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều hoặc là nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình của mình nha, và ủng hộ những clip của Hiền Tiên vào sáng ngày mai cô chú anh chị ha.